Lỗi anh em, tình hình là mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá. Mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đi. Những hiểu biết của con người, dù ở thời đại nào, cũng vẫn là thứ hữu hạn trong khi bí ẩn của thế giới xung quanh họ là vô hạn. Sử xuất lịch sử đã có không ít những sự việc thần bí được ghi chép lại trên khắp thế giới. Chúng xảy ra ở nhiều thời kỳ khác nhau. Điểm chung duy nhất cho đến nay vẫn chưa có ai có thể giải đáp được chân tướng sự việc sau đó. Chẳng hạn như câu chuyện về những đứa bé da xanh được cho là đến từ hành tinh khác, hay sự biến mất kỳ lạ của vụ án mạng gây ra bởi macaron phố Atlas vẫn là những câu chuyện ghê rợn, kỳ dị và đầy bí ẩn của đất nước Bắc Âu và toàn thế giới. Hãy cùng Taka tìm hiểu và khám phá. Những bí ẩn lạnh gáy, hai đứa trẻ màu xanh và án mạng hút máu ở Atlas. Những đứa trẻ màu xanh vùng Gorbit chỉ ăn hạt đậu sống, mặc trang phục kỳ lạ và nói thứ ngôn ngữ bí ẩn. Những bằng chứng đầu tiên về hai đứa trẻ mang làn da màu xanh lá cây ở Gorbit xuất hiện từ rất sớm qua những miêu tả trong tài liệu của nhà sử học William Perus hay William of Nebro từ thế kỷ thứ 12. Nhiều nhà sử học đương đại và các nhà dân tộc học cho rằng sự kiện kỳ lạ về hai đứa trẻ da xanh không chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của con người mà có thể được lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử có thật. Câu chuyện xảy ra ở làng Warbeat, vùng Suffolk, nước Anh vào thế kỷ thứ 12. Để bảo vệ đàn gia súc khỏi sự tấn công của sói, người dân Warbeat thường đặt đào những cái hố sâu xung quanh làng. Đến một buổi sáng nọ, khi chuẩn bị ra đồng, dân làng bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ phía bên dưới hố. Lại gần kiểm tra, dân làng bất ngờ phát hiện bên dưới cái hố sâu nhất là hai đứa trẻ, một trai một gái. Điều kỳ lạ khiến người ta phải giật mình là hai đứa trẻ này sở hữu nước da màu xanh lá cây. Chúng mặc quần áo được làm từ chất liệu không quen thuộc và khi được hỏi chuyện, chúng cũng nói bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn chỉ mình chúng biết. Sau khi được cứu lên khỏi hố, hai đứa bé được mang trở về làng và được Sir Richard Kenner, một địa chủ giàu có trong làng, nhận nuôi. Trong nhiều tháng tiếp theo, cả hai đứa bé chẳng chịu ăn gì ngoài những hạt đậu sống. Đứa bé trai không may mắn ngã bệnh và qua đời khoảng 6 tháng sau khi được cứu về. Trong khi đó, đứa bé gái đã thích nghi nhanh chóng với cuộc sống và chế độ ăn mới. Màu xanh lá trên da của cô bé dần biến mất theo thời gian. Thậm chí khi trưởng thành, cô còn lấy chồng, sinh con như biết bao dân làng bình thường ở Gorbit. Sau khi học được tiếng Anh, cô bé kỳ lạ này đã kể với dân làng rằng cô và em trai mình đến từ vùng đất Storm Martin, họ sống dưới lòng đất và gần như không bao giờ xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, tất cả mọi người sống ở Storm Martin đều có nước da màu xanh lá cây kỳ lạ. Trong một lần đi chăn gia súc bị lạc đường, hai chị em họ mới vô tình bị té hố sâu xung quanh làng. Sau khi được nhận nuôi, cô bé được đặt tên là Agnes Ball. Câu chuyện của cô bé nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng một số nhà sử học gia đương đại cho rằng rất có thể nó xuất phát từ một nền tảng lịch sử hoàn toàn có thật. Hai đứa bé da xanh có khả năng là con của những người nhập cư Flemish. Trong những năm đầu thế kỷ 12, rất nhiều người từ vùng đất Flanders đã di cư đến miền đông nước Anh. Sau năm 1154, khi Harry đệ nhị lên làm vua, những người nhập cư đã bị đàn áp nặng nề. Rất nhiều trong số đó từng bị giết hại ở khu vực xung quanh Gorbit. Học giả Paul Harris đã đưa ra giả thuyết được cho là đúng đắn nhất như sau. Vụ việc này diễn ra vào năm 1173 dưới thời trị vì của vua Harry đệ nhị. Thời gian này, Henry đệ nhị đã ra lệnh treo cổ những người nhập cư Hà Lan và hàng loạt các cuộc chiến đã diễn ra. Rất có thể, hai đứa trẻ da xanh là con của những người nhập cư. Sau khi bố mẹ chúng bị giết trong cuộc tàn sát của vua Henry II, chúng đã may mắn trốn thoát và lưu lạc đến Gorbit. Trên thực tế, có một ngôi làng nằm ở phía bắc Gorbit mang tên là Froham Martin, và đó có thể là lý do mà cô bé nói rằng họ đến từ vùng Star Martin. Những đứa trẻ này có thể đã nghe thấy tiếng chuông ở Porys Ganver và đã lạc vào một đoạn hầm mỏ đá lửa, có niên đại từ thời kỳ đồ đá khoảng 4.000 năm trước. Đây là lý do vì sao mà khi được phát hiện, người dân nước Anh cho rằng chúng là những sinh vật ngoài hành tinh. Giải thích về làn da màu xanh lá kỳ lạ, các nhà sử học cho biết hai đứa trẻ rất có thể đã dành phần lớn thời gian để trú ngụ ở dưới hầm, không được tiếp xúc với ánh sáng vì phải lẩn trốn khỏi sự truy sát của quân lính nhà vua. Do điều kiện sống tồi tàn, thiếu thốn, chế độ ăn uống không đủ chất đã làm cho nước da của hai đứa có màu xanh.
Vì điều này mà khi bé gái được cho ăn uống đầy đủ, cuộc sống sung túc thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, làn da của cô bé đã trở lại làm màu da bình thường. Tuy nhiên, đâu là sự thực đằng sau hiện tượng này thì đến giờ vẫn là một câu hỏi chưa thể giải đáp. Cũng giống như tất cả những câu chuyện dân gian, nguồn gốc thật sự của hai đứa trẻ da xanh vùng Warbit mãi mãi cũng chỉ là những suy đoán không thể xác minh được. Tuy nhiên, đây vẫn là câu chuyện thú vị riêng của làng Warbit. Và đến năm 1977, người dân ở đây đã dựng bảng tên của làng mình với biểu tượng là hai đứa bé da xanh và con sói. Vụ án mạng hút máu ở Atlas. Vụ án Macaron Atlas trở thành một sự kiện gây chấn động Thụy Điển vào cuối xuân năm 1932. Nạn nhân là Lily Lindstrom, một cô gái bán hoa 32 tuổi, đã ly dị chồng và hành nghề ở Stockholm, Thụy Điển. Ngày 1 tháng 5 năm 1932, Lily lên kế hoạch ăn mừng ngày lễ lao động với cô bạn hàng xóm kiêm đồng nghiệp tên là Minna Jansum. Tuy nhiên, kế hoạch bị gián đoạn nửa chừng khi Lily nhận được cuộc gọi từ một vị khách hàng. Ông ta hỏi xem liệu rằng ông ta có thể đến chỗ cô không. Lily đã đồng ý và tiễn Minna ra về. Lần cuối cùng Minna gặp lại Lily là khi cô sang mượn bao cao su. Một vài giờ sau đó, khi Minna sang gõ cửa phòng Lily, không ai trả lời nên Minna nghĩ rằng bạn của mình đã đi chơi ngày lễ với vị khách bí ẩn kia. 3 ngày trôi qua, người ta báo cảnh sát rồi phá cửa phòng Lily. Họ phát hiện ra cô gái này đã chết trong tư thế úp mặt xuống giường và lõa thể. Lily qua đời vì 3 cú đập chí mạng vào đầu, quần áo của cô được xếp gọn gàng ở ngay bên cạnh. Nhưng những cuộc xét nghiệm tử thi sau đó thực sự kinh hoàng. Trên cổ của Lily có dấu răng và dấu tích của nước bọt. Vết cắn trên cổ Lily có dấu máu khô và đáng nói, thi thể của cô gái điếm hầu như không còn một giọt máu. Cạnh xác của Lily là một chiếc muỗng còn đọng vài giọt máu. Cái sát nhân được đặt cho biệt danh là Macaron Atlas, chính bởi những dấu tích mà hắn để lại trên cổ nạn nhân cũng như tại hiện trường. Cảnh sát cho rằng tên sát nhân đã uống máu của Lily sau khi giết chết cô. Không loại trừ khả năng, máu của Lily cũng đã bị kẻ sát thủ rút khỏi cơ thể, tích trữ chúng vào túi và mang đi. Theo phân tích của pháp y, Lily thực sự đã chết ít nhất 48 tiếng trước khi thi thể của cô được phát hiện. Trước khi bị sát hại, Lily rất nhiều khả năng đã quan hệ tình dục với tên sát nhân. Những cô gái điếm này từ lâu luôn được coi là mục tiêu ưa thích của những kẻ săn mồi tình dục và những tên sát nhân hàng loạt. Do đó, cảnh sát Stockholm lập tức tập trung khoanh vùng những người đàn ông thường lui tới căn hộ của Lily ở Atlas. Tổng cộng có 9 người đàn ông được cảnh sát triệu tập và hỏi cung. Tên của họ không bao giờ được tiết lộ và không ai trong số này thực sự là một nghi phạm khả thi. Vụ án hoàn toàn rơi vào bế tắc. Một trong những vấn đề mà các thám tử ở Stockholm phải đối mặt vào năm 1932 là thực tế có rất nhiều Lily ngoài kia, đặc biệt là ở Atlas. Căn hộ của Lily ở Atlas nằm ở trong một khu vực có tên là Strand Eriksplan, vốn nổi tiếng với sự phong phú và đa dạng của dịch vụ mại dâm. Các vụ tấn công và giết người quanh Strand Eriksplan là rất phổ biến, đặc biệt là vào những năm đầu thập niên 1930. Đây là giai đoạn mà Thụy Điển, giống như đa số các quốc gia ở châu Âu, phải đối mặt với đại khủng hoảng. Do tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất nông nghiệp sụt giảm khủng khiếp, làn sóng người Thụy Điển từ vùng nông thôn lũ lượt kéo lên Stockholm. Mà cả dòng phố Atlas rất có thể là một trong số những người ngoại tỉnh tìm kiếm sự đổi đời ở Stockholm. Vật chứng nhận được sự chú ý lớn từ cảnh sát Stockholm đó là bao cao su được tìm thấy ở hậu môn của Lily. Vị trí của nó khiến các thám tử tin rằng kẻ giết người và Lily đã quan hệ tình dục qua đường hậu môn trước. Một dấu hiệu khác cho thấy tính cách của kẻ giết người là cách mà hắn xử lý hiện trường trước khi rời đi. Mặc dù đã đánh vào gáy và đầu của Lily nhiều lần, nhưng kẻ giết người này lại để lại rất ít bằng chứng về máu. Việc quần áo của Lily được gấp lại gọn gàng đã gợi ý lên một tên sát nhân là kẻ ưa sạch sẽ và sự ngăn nắp. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất liên quan tới vụ án Macaron Atlas là kẻ giết Lily có thể là một sĩ quan cảnh sát. Lý do bắt nguồn từ việc kẻ giết người này quá giỏi trong việc xóa dấu vết và tối thiểu hóa các manh mối. Hoặc cũng có thể kẻ sát nhân hay là cảnh sát này đã cố tình tạo ra một vụ hiện trường án mạng kỳ quái gợi lên nhiều liên tưởng khác nhau. Giả thuyết cực đoan nhất cho câu đố về Macaron phố Atlas là ý tưởng rằng kẻ giết Lily đó chính là một con cà rồng có thực.
Giả thuyết này xuất hiện từ hai khía cạnh của vụ án. Thứ nhất, kẻ giết người có khả năng siêu nhiên để tránh khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Và thứ hai, bằng chứng cho thấy hắn đã thực sự uống máu của Lily. Cảnh sát Stockholm trong khi đó khẳng định chiếc muỗng nhiều khả năng dùng để hứng máu nạn nhân, nhưng không có bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng Macaron Atlas đã uống máu của Lily. Đa số các điều tra viên thống nhất, kẻ thù ác đã chuẩn bị sẵn sàng kim tiêm, ống hút và túi chứa trước khi thực hiện hành vi giết người và hút máu nạn nhân xấu số. Nếu theo tiêu chuẩn điều tra pháp y hiện đại thì Macaron phố Atlas cũng thường thôi. Bởi tại hiện trường vụ án, hắn đã để lại dấu nước bọt trên cổ Lily, trên chiếc muỗng dính máu cũng có dấu vân tay của hắn. Chưa kể là số lượng tinh trùng ở bao cao su nữa. Một cuộc xét nghiệm ADN là đủ để lật mặt kẻ thù ác. Tất nhiên, Macaron phố Atlas là vụ án của những năm 30 của thế kỷ trước, thời điểm mà ADN là thứ gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của tất thảy, bao gồm cả những điều tra viên xuất sắc nhất. Tất cả các bằng chứng thu thập được về Macaron phố Atlas hiện vẫn đang được bảo quản tại Bảo tàng Cảnh sát Thụy Điển, bao gồm mẫu tóc, mẫu nước bọt và một bao cao su đã sử dụng của kẻ sát nhân. Và đó là kẻ sát nhân không bao giờ bị bắt. Có vẻ như hắn sẽ cảm thấy vui sướng lắm khi nhìn các sĩ quan cảnh sát, thám tử điên đầu lên để tìm mình. Nhưng đó là vì hắn may mắn sinh ra ở thời đại trước và không ở Việt Nam mà thôi. Chứ bây giờ, với hệ thống camera chạy bằng cơm, chưa kể đến các phương pháp điều tra nghiệp vụ, thì nếu ở Việt Nam, mình tin là gã sẽ bị bắt nhanh chóng. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và đến đây cũng lại hết mất rồi. Đừng quên nhấn like và share nếu bạn thích. Và sau đó ngay Takawa nhé. Bye bye!